Ông thần. Huấn luyện viên Son xác nhận, cả Matic và Rojo không còn tương lai tại nhà hát của những giấc mơ. Chính vì thế, MU sẵn sàng bán cả hai để tăng ngân quỹ chiêu mộ cầu thủ mới. Ngay man ra Matic mới thi đấu 9 trận kể từ đầu mùa, dù mới bước sang tuổi 31 nhưng phong độ của tiền vệ Serbia sa sút đáng kinh ngạc. Cựu tiền vệ Chelsea đánh mất sự cơ động và tính linh hoạt, chủ yếu chơi bóng bằng kinh nghiệm. Gần đây anh mới được thi đấu thường xuyên do Mark Tominei và Pogba đồng loạt chấn thương. Hiện hai đội bóng ở ngoại hạng Anh quan tâm đến Matic trong đó có Tottenham của Mourinho. Ngoài ra, Inter Milan cũng cử người tiếp cận cựu binh Serbia. Về phần Marcos Rojo, hiện anh chỉ là sự lựa chọn thứ năm ở vị trí trung vệ. Hè vừa qua, MU định đẩy tuyển thủ người Argentina sang Everton nhưng thương vụ đổ bể phút chót. Giao kèo giữa Rojo và Quỷ Đỏ vẫn còn thời hạn đến năm 2021. Bởi vậy, đội bóng thành Manchester muốn thu về ít nhất 15 triệu bảng từ vụ bán Rojo. Theo John việc mua sắm giữa mùa rất khó khăn nhưng mu đang cố gắng bổ sung thêm một đến hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này song song với đó là việc thanh lý những người thừa không phù hợp triết lý bóng đá của nhà cầm quân người na uy